Chào anh em nhé, hôm nay mình đang ở bên khu đô thị Yên Hòa, thấy có xe Ford Explorer màu xanh này, màu xanh và nói là rất là độc. Thường thì mình thấy cái dòng này thường là đa phần màu đen, màu trắng, hiếm lắm mới có chiếc màu đỏ. Còn chiếc này màu xanh lá, khá là đậm, màu sắc thực tế ngoài nhìn đậm hơn trên video một chút. Chiếc này thì nhập Mỹ anh em nhé, của bên ô tô chất. Đang chào bán là 1 tỷ 230 triệu, đời 2016. Đợt trước, hồi trước xe này thì giấu giá khoảng hơn 2 tỷ mấy, gần 3 tỷ. Không biết mọi người thấy sao nhưng mình thích cái form này hơn, form dáng này hơn đời bây giờ. Đời bây giờ có vẻ nó hơi nhỏ. Đời này thì nó kiểu các thiết kế nó hầm hố, góc cạnh hơn, cũng kiểu xe Mỹ. Đèn pha này mình vẫn thích cái kiểu đèn pha như này hơn, vì nó sắc sảo, bề thế to. Đèn pha LED rất là đẹp. Đặc biệt là phần chữ như này, các chi tiết này họ làm nhìn tổng thể rất là bề thế, to lớn, vạm vỡ. Đúng kiểu xe Mỹ, mình không thích cái kiểu dáng xe bây giờ lắm, thì nó cũng hơi bị nhỏ con hơn. Không chuyện, mặc dù kích thước thì to đấy. Máy 2.3 EcoBoost, hộp số 6 cấp. Động cơ này thì bây giờ là vẫn dùng thôi, Ford vẫn dùng cho trên chiếc Explorer đời mới. Chiếc xe này là một chiếc xe 7 chỗ cho nên mình sẽ tiếp cận hàng ghế thứ 3 trước tiên. Đây là hàng ghế thứ 2 này. Ghế này đều là chỉnh cơ hết chứ không có chỉnh điện. Cái mic của mình bị hết pin cho nên bây giờ phải quay bằng cái thu âm điện thoại. Đây, mình đang ngồi ở hàng ghế thứ 3 trên xe Explorer đời 2016. Khá là rộng. Mình cứ tưởng cái dòng này chật cơ, giờ không chật mấy. Một cái là ghế này mình không ngả được thôi. Đằng sau này là, nhưng mà cảm giác ngồi đây khá là ổn, có hộp để đồ này, nhưng mà chưa thấy có cái này cửa gió điều hòa cho hàng ghế cuối này. Ngồi đây cũng khá là được đấy. Tương đối là rộng. Phần đầu của mình còn dư một khoảng. Bên dưới này, chân còn thoải mái luôn. Chân cử động rất thoải mái. Mình cứ tưởng hàng ghế thứ 3 ở cái dòng xe này nó chật lắm, nhưng thực ra là cũng chả chật mấy. Nhưng mình ngồi là vừa. Với ai kiểu cao 1m75-77 đấy, tầm đấy trở lên thì khả năng là sẽ hơi chật một tí. Hàng ghế thứ hai này mình đã ngả hết cỡ đi, nhưng mà chân vẫn cử động được thoải mái, không có bị cấn hay là gò bó thế nào cả. Cửa gió điều hòa được bố trí trên trần này, mình thấy khá là ổn, vẫn có hướng gió phả về phía mình, phía người ngồi như này. Cốp sau tương đối là rộng, sức chứa đồ mấy đồ cơ bản.
Mình đang ngồi ở ghế thứ hai, ghế này cũng khá là rộng rãi. Cơ cấu chỉnh ghế đa phần cả ở cả hai hàng ghế đây là chỉnh cơ hết. Hàng ghế thứ hai này ngả được nhé, ngả được ra phía sau này, khá là ổn. Hoặc cần mình đi chỉ bằng tay thôi. Đấy. Bản này có hai cửa sổ trời, phía trước đây ở đằng khoang hành khách có một cái này. Trên này có một cái nữa này. Đây là khoang lái xe Explorer hai đời 2016. Vô lăng đầy đủ các phím bấm luôn. Trên vô lăng này có cả lấy chuyển số nhé. Tuy nhiên phần đèn pha thì họ để điều chỉnh đặt ở phía này. Mình thì mình không thích lắm, tại vì cá nhân mình thích là kiểu đèn pha nó phải đặt trên lẫy này thì nó dễ sử dụng hơn. Đặt ở đây thì tuy nhìn cũng hơi lạ thôi, nhưng mà cá nhân mình vẫn thích đặt ở đây hơn, đặt trên ngay sau vô lăng, à ngay phía trước vô lăng này, để khi mà trong quá trình sử dụng vừa gảy số xong vừa gạt cả vô lăng à cả đèn luôn. Bản này thì Ford họ không đặt phanh tay điện tử ở đây mà chuyển xuống phía dưới này. Mình thì mình thích cái kiểu phanh tay điện tử truyền thống đặt đây hơn, nhìn cho nó sang. Có các phím lựa chọn chế độ lái đa địa hình này, cần số này, ở đây có phần ốp gỗ với cả nhôm này, nhưng có chữ Explorer. Phiên bản này vẫn còn nhiều phím bấm, mình thì mình thích cái kiểu phím bấm như này chứ không thích màn hình cảm ứng full như phiên bản như bản tại Mỹ hiện nay. Bản đại Mỹ hiện nay chỉ là nguyên một cái màn hình dọc này và tích hợp toàn bộ các hệ tiện nghi công nghệ các thứ vào trong màn hình này, loại bỏ hết những cái phím bấm vật lý. Mình không thích kiểu đấy, mình vẫn ưng cái kiểu phím bấm cơ như này.